Điều gì xảy ra nếu chị em dùng mật ong mỗi ngày? Mật ong không chỉ là nguyên liệu phổ biến trong ăn uống, tác dụng của mật ong còn được công nhận trong chăm sóc sức khỏe làm đẹp và mật ong sẽ không bao giờ hư hỏng. Nếu được giữ trong chai kín, mật ong giữ tất cả các thành phần cần thiết để giữ cho bạn được sống khỏe, rất giàu vitamin, enzyme, khoáng chất và nước. Tác dụng đầu tiên mà mật ong đem lại đó là giảm cholesterol. Nghe có vẻ lạ lùng, cholesterol là một dạng chất béo như sáp có trong tế bào của cơ thể, góp phần sản xuất các vitamin D và các chất tiêu hóa thức ăn. Nếu bạn có quá nhiều trong máu, chúng có thể kết hợp các chất khác trong máu tạo thành mảng bám. Mật ong tác dụng tốt cho tim mạch, giúp trái tim trở nên mạnh mẽ hơn. Mật ong là thực phẩm giàu phenol và các hợp chất chống oxy hóa khác. Nhiều trong số các chất này có khả năng làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Tăng khả năng tập trung, mật ong có tác dụng tăng khả năng tập trung rất tốt, thỉnh thoảng mất tập trung vào vấn đề, giúp cải thiện trí nhớ rất tốt. Trên là ba loại tác dụng tốt của mật ong, các chị nên uống cải thiện sức khỏe nhé.